chà. Hả? Xin chào, dọn dẹp đi. Ok. Dọn dẹp nào. Dọn dẹp nha. Cùng vào trong nào. Dọn nào. Có thể chúng ta sẽ đi công viên. Phải. Yeah, mình biết nên đi đâu rồi. Đến vùng đất huyền thoại. Ồ, chào, xin mời vào. Xin chào các bằng hữu yêu quý của ta. Hello. Cửa ra nào. Tao phải tìm bản đồ thôi. Đường này nè. Luôn ăn đồ tốt cho sức khỏe. Chào Antalya. Nhưng Nastia đâu rồi? Chào mừng đến với Resource Premium Tekiroba. Cảm ơn. Nastia đâu rồi? Wow. Kẹo Thổ Nhĩ Kỳ nha. Nhanh lên ba, nhanh lên. Vì ta phải đi đến công viên nữa. Cùng đi công viên nước. Rồi đi mua sắm nào. Đi thôi.
ta mệt rồi, ta có nhiều việc phải làm lắm. Hôm nay ta sẽ ngồi lại ở khách sạn. Chán quá à. Nhưng không phải ở khách sạn này, cùng đi chơi nào, đi. Ok, đi chơi nào. Xin chào, chào mừng đến khu vui chơi Rishi. Chào Nastia, cùng làm đồ thủ công nào. Giỏi lắm. Đi thôi. Đã đến lúc tập thể dục rồi. Ôi, ở đây nóng quá đi. Đến bãi biển thôi nào. Ba ơi, hình như đây không phải là biển mà là bể bơi. Ồ, tuyệt. Đi ra biển thôi nào ba ơi. Đi thôi. Công viên đó ba. Phải.
Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Next video. Thú vị ghê, sao con người ta lại hắt hơi? Mình sẽ hỏi ba. Ba ơi, ba ơi, sao con người lại hắt hơi? Nastya, ba đang làm việc. Xin lỗi, ba không có thời gian. Cái này để làm gì vậy ba? Nastya, ba bận lắm. Ba ơi, cái gì đây? Sao ba lại cần thế này? Được rồi Nastya, con có thể dùng internet để trả lời các thắc mắc của mình nha. Cách nào? Thế này. Được rồi Google, sao con người lại hắt hơi? Xem nè. Hắt hơi là cơ chế tự bảo vệ của mũi. Đó là cách cơ thể loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn. Giờ con sẽ dùng internet. Cảm ơn ba nha. Mình sẽ hỏi internet. Được rồi Google, mình chạm vào cái này được không? Và nó là gì? Đó là xương rồng. Bạn không nên chạm vào, không thì đau đó. Thật tốt là mình dùng internet. Những bông hoa này đẹp quá à. Được rồi Google, những bông hoa này gọi là gì vậy? Hoa này có tên là trúc đào. Cảm ơn nha. Ba ơi, ba đang làm gì vậy? Nhưng ta không biết cách sử dụng. Được rồi, hỏi internet nào. Ba có dùng chìa khóa chưa? Chìa khóa? Không. Con nghĩ chìa khóa ở đây nè. Chìa khóa ở đây nè ba. Đó là lý do ta dùng nó đó. Cùng đi mua đồ ăn thôi. Đi thôi. Đi nào. Không có đường. Quay lại đi. Không có đường đi rồi. Quay lại nào. Cùng hỏi internet nên đi đường nào nha. Google, cửa hàng đồ ăn gần nhất ở đâu vậy? Đi theo chỉ dẫn. Cửa hàng đồ ăn đóng cửa mất tiêu rồi. Ủa, cùng đặt đồ ăn qua điện thoại đi. Xin chào. Xin lỗi nhưng mà tôi không hiểu anh. Anh ấy đang nói tiếng Hy Lạp, ta không hiểu ngôn ngữ này. Cùng sử dụng Google dịch đi. Chào, cháu muốn gọi một phần salad Hy Lạp. Xin chào, ta muốn đặt món salad Hy Lạp. Ngon quá à. Google, nên làm gì ở Mykonos? Bạn có thể đi dạo quanh những con đường làng chật hẹp để mua đồ lưu niệm và còn chụp hình được nữa. Có vẻ ngon nha. Đi thôi. Nhìn kìa, lừa đó. Chọn chiếc váy màu đỏ cho buổi chụp hình. Có vỏ sò và con ngươi và xà phòng nè, đáng yêu. Đúng là một ngày tuyệt vời mà.
sao các ngôi nhà lại có màu trắng? Con có thể hỏi Internet. Không có kết nối Internet, làm sao con có thể biết câu trả lời? Ta biết. Con luôn có thể đọc được mọi thứ ở trong sách. Ok, cảm ơn. Nếu bạn quyết định ghé thăm Thụy Sĩ, nơi đầu tiên nên ghé chính là đỉnh Swift và đi trượt ván ở núi nha. Chỗ thứ hai nên ghé thăm chính là nhà máy sô-cô-la đầu tiên trong lịch sử. Ngon quá, con muốn ăn mọi thứ. Ba ơi, cùng làm sô-cô-la của chúng ta. Đi thôi. Sô-cô-la có nhiều loại lắm, trắng, sữa, đen. Bạn nên nhấn sô-cô-la để đẩy hết khí ra ngoài. Sô-cô-la cũng có thể có nhiều nhân. Để sô-cô-la vào trong tủ lạnh và đợi thôi. Xong rồi đó. Chỗ thứ ba nên ghé thăm chính là hồ Swift. Bạn phải ghé thăm, nhưng đừng quên đọc quy định an toàn nha. Không. Ok. Nơi tiếp theo nên ghé thăm ở Thụy Sĩ chính là bảo tàng Charlie Chaplin. Charlie Chaplin là diễn viên kịch câm nổi tiếng. Chào, mình là Nastya. Tên bạn là gì? Chúng ta không còn là bạn nữa. Sáng, máy quay, diễn. Anh cắt cho ta một kiểu tóc nhanh nha. Vâng, được chứ. Chơi nữa. Ok. Ba ơi, ba. Thấy ba rồi. Ba mình bị nhốt rồi. Thank you.
dễ thôi. Chào, cho một vé nha. Vâng, tất nhiên. Tiền đâu? Ồ, ta không có tiền. Không có tiền, không có vé. Đi đi. 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 Chúng nên đi đây. Ồ, chú làm rơi nè. Cảm ơn rất nhiều. Chuyện gì vậy? Chuyện gì thế? Hết giờ rồi, ra khỏi đây đi. Ok. Cô Mai. Yeah. Nơi cuối cùng bạn nên ghé thăm chính là nhà máy phô mai Sweet. Bởi vì họ làm ra loại phô mai Sweet nổi tiếng và ngon lành. Nastia và ba của cô ấy đang học quy trình làm ra nó. Nastia và ba của cô ấy đang thưởng thức món ăn đặc trưng, lẩu phô mai. Đừng quên chơi vui và tận hưởng chuyến đi nha. Next video. Chào, chúng mình đang ở Alsace nè. Cùng tìm thứ gì đó thú vị đi. Rất nhiều cửa hàng để mình mua sắm lắm đó nha. Tất nhiên, nơi đầu tiên mà Nastia ghé thăm chính là bảo tàng bánh gừng. Bởi vì nguồn gốc của bánh quy gừng là từ Alsace. Mời bạn đến chơi bảo tàng bánh quy gừng nha. Xin chào, mình muốn ăn. Hình bánh quy gừng nè. Wow. Ôi, bánh quy của mình. Chào. Cùng chơi nào. Xin chào. Tên bạn là gì? Mình, Nastia. Rất vui được gặp bạn Nastia. Bạn có muốn tự trang trí bánh quy gừng không? Có chứ. Xong rồi. Ba ơi, cho ba nè. Wow. Ta biết một chỗ, sẽ có ít đấy, đi thôi. Alsace nổi tiếng về nghề làm gốm mà. Xin chào. 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 Chào mừng. Và giờ ta đến thăm người bạn Louis, người đã làm gốm nhiều năm rồi. Yay! Chúng ta làm chiếc dĩa như thế này nha. Được chứ. Sẵn sàng chưa? Vậy ta sẽ bắt đầu với chiếc tô gốm và sẽ cố gắng làm chiếc tô tuyệt nhất nha. Sẽ nặng hướng lên và xuống 2 đến 3 lần, tạo lỗ ở giữa. Nước và cháu có thể đặt tay ở bên trong và tạo hình theo ý muốn. Đấy, thấy chưa? Chiếc tô càng ngày càng rộng hơn rồi. Sau khi đã được tạo hình và phơi khô, gốm sẽ được đặt trong lò nung để nung và ủ trong vòng 2 tuần. Thành phẩm nè. Và ta
thể sơn nó với loại sơn khoáng nền thủy tinh nha. Xong rồi đây. Nastia và ba đã trở về cùng với chiếc tô thay thế cho chiếc đã bị vỡ ở khách sạn. Tốt lắm. Bạn phải luôn sửa chữa lỗi lầm nha.